Hello everyone, welcome back to LoiGiaiHai.com, and today our lesson is writing a profile for web page. Xin chào tất cả các em đã quay trở lại với kênh của LoiGiaiHai.com. Và bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phần Unit 1, Writing, là về phần viết. A profile for web page là một cái hồ sơ cho một cái trang web. I can write about myself using and also and to. Tôi có thể viết về bản thân mình sử dụng những cái từ như là và cũng, ok? Now, before we start, let's do the think. What do you do in and around your hometown at the weekend? Bây giờ thì các em sẽ làm phần nghĩ này trước cho thầy nha, phần think. Các em thường làm gì ở và xung quanh cái vùng quê hương của các em vào dịp cuối tuần? Ok, thì bài này thì các em sẽ nghĩ xem là vào dịp cuối tuần ở quê của các em thì các em hay làm những hoạt động gì? Ví dụ các em thích đi ra ngoài chơi hay là các em thích về thăm ông bà ngoại. Đó, thì các em sẽ viết ra và cùng so sánh với cả các bạn của các em và cùng cho thầy xem nhá. Ok, bây giờ thì thầy sẽ cho các em tham khảo cái lời giải của thầy và các em sẽ dựa vào đó, các em có thể viết ra những cái việc các em hay làm vào dịp cuối tuần ở quê nhá. I have many things. Do at the weekend. Usually I go to shopping. Shopping center. Go swimming with my friend. And eat out. Okay? I have many things to do at the weekend. Usually, I go to the shopping center, go swimming with my friends and eat out. Thường thì thầy có nhiều việc để làm vào cuối tuần. Thầy hay đến những cái trung tâm mua sắm, đi bơi với bạn bè và thầy hay đi ăn ở bên ngoài. Ok, how about you? How about you guys? Đấy, các em như thế nào? Cuối tuần các em thích làm gì thì các em có thể viết vào đây và cho các bạn các em xem nha. Ok, very good. Now let's start with exercise number one. Read the profile and find three things which Quỳnh Anh likes. Các em hãy đọc cái profile trên này. Đó, các em hãy đọc cái profile trên này và sau đó các em tìm ra ba điều mà bạn Quỳnh Anh rất là thích nhá. Ok, đây là cái profile của bạn Quỳnh Anh. Bây giờ các em hãy cùng đọc với thầy cái profile này nhá. This is me. Hi, my name is Quỳnh Anh and I live in District 5, Ho Chi Minh City. This is how I like spending my time. Đây là tớ. Xin chào, tên của tớ là Quỳnh Anh và tớ sống ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những điều mà tớ thích dành thời gian để tớ làm. Okay. Places, địa điểm. I spend a lot of time at my house, but I also like meeting friends downtown. Tớ dành rất là nhiều thời gian ở nhà của tớ, nhưng mà tớ cũng thích gặp gỡ bạn bè ở dưới phố nữa. We usually go to shopping center or the cinema. Chúng tớ thì thường đi đến những cái cửa hàng mua sắm hoặc là đi đến rạp chiếu phim. Ok. On screen, trên màn hình. I'm not really bothered about TV, but I enjoy watching music videos. Tớ thật sự không có thích bận tâm về TV lắm, nhưng mà tớ thích xem những cái video âm nhạc. Really, I prefer watching funny programs on YouTube. I'm not a big video games fan. Thật đấy, tớ thì thường thích xem những cái chương trình vui nhộn ở trên YouTube hơn. Và tớ không phải là một fan của những video trò chơi. Ok. Sports and hobbies. Thể thao và sở thích.
I love badminton and I play twice a week. Tớ yêu môn cầu lông và tớ chơi nó hai lần một tuần. I'm also into athletics. Tớ cũng rất là thích môn thể thao đó. I play the piano too, but I don't always enjoy practicing. Tớ còn chơi cả piano nữa, nhưng mà tớ không quá là thích những cái lúc mà phải tập luyện. Okay, next, music. Âm nhạc. I like listening to most music. Tớ thì thường nghe rất là nhiều thể loại nhạc. But I'm not mad about Justin Bieber. Và tớ không thật sự cuồng anh Justin Bieber. I hate listening to him. Tớ rất là ghét nghe nhạc của anh ấy. Sorry, he annoys me. Xin lỗi bởi vì anh ấy làm tớ cảm thấy hơi bị phiền á. Ok, và đó là toàn bộ những cái profile của bạn Quỳnh Anh. Ở đây thì bạn có ghi rõ về những cái việc bạn ấy hay dành thời gian để đi đến đâu này. Ở trên màn hình thì bạn ấy hay làm gì này. Ở những cái sở thích về thể thao của bạn ấy và âm nhạc của bạn ấy nữa. Ok, thì các em có thể dựa vào đây. Đấy, và bây giờ mình sẽ cần tìm ra 3 điều mà bạn Quỳnh Anh thích. Ok, 3 điều đó là gì? Các em hãy làm và cùng so sánh kết quả với thầy nha. Ok, và đây là lời giải chi tiết của bài tập số 1 nha. She likes meeting friends downtown, watching programs on YouTube and badminton. Bạn ấy rất là thích gặp gỡ bạn bè ở dưới phố, xem những cái chương trình vui nhộn ở trên YouTube, và bạn ấy thích cầu lông nữa. Ok, các em hãy check lại ở trong cái phần profile để xem là có đúng hay không nha. Đấy. I also like meeting friends downtown. Here is correct. I prefer watching funny programs on YouTube. Correct. I love badminton. Okay. Đây chính là ba điều mà bạn Quỳnh Anh rất là thích làm khi mà bạn có thời gian rảnh rỗi. Now, let's move on to activity number 2. Complete the key phrases with words from Quỳnh Anh's profile. Các em hãy hoàn thành các cụm từ khóa bằng các từ có trong hồ sơ của bạn Quỳnh Anh nhá. Cái key phrases này, các cái từ khóa này. Ok. Rồi, chúng ta hãy cùng xem qua một lượt các từ khóa có ở trong đây. Đấy, I like, tớ thích này, I enjoy, tớ thích này, I prefer là tớ thích cái gì hơn này. I hate, tớ ghét cái gì này. I'm not really bothered about, tớ không thật sự bận tâm về cái gì đó này. I am not a big fan. Đấy, tớ không phải là một cái fan của, không phải fan hâm mộ của cái gì đó này. I'm not mad about, tớ cũng không bị cuồng cái gì đó. I'm also into, và tớ cũng rất là thích cái gì đó. Ok, thì các em hãy dựa vào trong cái đoạn văn ở trên và chúng ta hãy cùng điền nha. Number 1, I like meeting friends downtown. Ok. Downtown. Tớ rất là thích gặp bạn bè ở dưới phố. Here. I like meeting friends downtown. Ok. Number 2, I enjoy watching music video. Here, I enjoy watching music videos. Very good. Number 3, I prefer what? Here, I prefer watching funny programs on YouTube. I prefer watching funny program on YouTube. Okay, number 4. I hate. She hate what? Here, I hate listening to him. She hate listening to him. Okay, I hate listening. I hate listening to him. Okay, number 5. I'm not really bothered about TV. Tôi không thật sự bận tâm lắm về TV đâu. Here, I'm not really bothered about TV. Right? Correct. Number 6. I'm not a big video games fan. Here, I'm not a big video games fan. Alright? Tôi không phải là một cái fan hâm mộ của những cái trò chơi video, trò chơi điện tử lắm. Number 7. I'm not mad about Justin Bieber.
I'm not mad about Justin Bieber. Tôi không thật sự cuồng anh Justin Bieber đến vậy. Number 8. I'm also into athletic. Tôi cũng thật sự là rất là thích môn thể thao đó. Here, I'm also into athletics. Okay, very good. That's the end of activity number 2. Now let's move on to activity number 3. Write two sentences about yourself using the key phrases in exercise 2. Các em hãy viết những cái câu sự thật về bản thân của các em, và trong đó các em phải dùng những cái cụm từ khóa đấy, có ở trong cái bài số 2. Đây, những cụm từ khóa chúng ta vừa mới hoàn thành ở trong bài số 2 này. Ok. Đấy, rồi các em lưu ý này, dùng những cái từ như là những câu như là I like, I enjoy, I prefer, I hate, I'm not really bothered about, I'm not a big, okay, big fan, I'm not mad about something, someone, I'm also into. Các em sẽ viết những cái mẫu câu này và các em thay những cái hoạt động này và những cái sở thích này bằng sở thích của các em. Đó, để các em hoàn thành cái bài này và cùng so sánh lại với bạn của mình và cùng cho thầy xem nhá. Ok. Các em đã làm xong chưa nhờ? Đây là những cái câu mà thầy đã viết ra để cho các em tham khảo và cùng nhau hoàn thành bài tập này. Ok. Đấy, đầu tiên này. I like cooking with my mom. Thầy rất là thích nấu ăn cùng với mẹ của thầy. 2. I enjoy listening to music. Thầy rất là thích nghe nhạc. Number 3. I prefer go swimming with my family. Thầy thích cái việc mà đi bơi cùng với gia đình của mình. Ok. Number 4. I hate going to noisy places. Thầy rất là ghét đến những cái nơi nó ồn ào. Number 5. I'm not really bothered about computer games. Thầy không thật sự quan tâm quá nhiều về những cái trò chơi trên máy tính đâu. Number 6. I'm not a big football fan. Thầy không phải là một fan hâm mộ của môn bóng đá. Number 7. I'm not mad about Big Bang. Và thầy không có thật sự cuồng Big Bang đến như vậy. Number 8. I'm also into badminton. Thầy cũng rất là thích môn cầu lông. Ok. Và đây là những gợi ý của thầy để các em có thể làm cái bài này. Các em lưu ý là các em dùng những cái từ như I like, I enjoy, I prefer, I hate, I'm not really about something, I'm not a big fan, I'm not mad about something, I'm also into. Ok, các em dùng những cái từ này và các em thay những cái từ đằng sau vào sở thích của các em và những cái điều mà các em thích làm để có thể hoàn thành cái bài tập này nhá. Ok, that's activity number 3. And now let's move on to the next part, language part. Lingers. Activity number 4. Find and also and to in the profile. Are they in affirmative or negative sentences? Where is each word in the sentence? Bài này thì các em sẽ cần phải tìm những cái từ and, also and to. Đây là và, cũng, và đây cũng là cũng. Đây, hai từ cũng này khác nhau ở chỗ là cái từ cũng also này các em sẽ đặt ở giữa câu sau chủ ngữ. Còn cái từ to này thì cũng có nghĩa là cũng, nhưng mà các em sẽ đặt ở cuối câu và nó sẽ nằm sau dấu phẩy. Ok. Đấy, các em sẽ tìm những cái từ này ở trong cái profile của bạn Quỳnh Anh, và sau đó các em sẽ xác định xem những cái từ này ở dạng khẳng định hay là ở dạng phủ định trong câu, và mỗi từ trong câu thì nằm ở đâu. Ok. Đấy, bây giờ thì hãy cùng thầy lục lại bài profile của bạn Quỳnh Anh một lượt, và chúng ta sẽ cùng tìm xem những cái từ mà đề bài yêu cầu ở đâu nhá. Chúng em sẽ lưu ý 3 từ: and, also, and to. Ok. This is me. Hi, my name's Quỳnh Anh, and I live in District 5, Ho Chi Minh City. This is how I like spending my time. Places: I spend a lot of my time at my house, but I also like meeting friends downtown. We usually go shopping, go to the shopping center or the cinema. On screen: I am not really bothered about TV, but I enjoy watching music videos. Really, I prefer watching funny programs on YouTube. I am not a big video games fan. Đây, đoạn này thì không có nha các em. Okay. Next, sports and hobbies. Thể thao và sở thích. I love badminton
And I play twice a week. I'm also into athletics. I play the piano too. But I don't always enjoy practicing. Cái đoạn này thì có 3 từ nha các em. Okay, next music. I like listening to most music, but I'm not mad about Justin Bieber. I hate listening to him. Sorry, he annoys me. Đấy, cái đoạn này thì cũng không có. Ok, thì ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta tìm được 5 từ trong cái profile của bạn Quỳnh Anh. Đó. Bây giờ các em hãy xác định xem là những cái từ này thì nằm ở trong câu khẳng định hay câu phủ định nhá. Đấy, ở câu đầu tiên này. My name is Quỳnh Anh and I live in District 5, Ho Chi Minh City. Tôi tên là Quỳnh Anh và tôi sống ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây hoàn toàn là một câu khẳng định, ok? Đấy, đây là câu khẳng định nhá. Và tiếp theo. But I also like meeting friends downtown. Đây cũng tiếp tục một câu khẳng định. Các em lưu ý là câu phủ định sẽ có not trong câu nhá. Ok? Thì ở đây sẽ không có và đây cũng là câu khẳng định. Next, I love badminton and I play twice a week. Tớ yêu môn cầu lông và tớ chơi 2 lần một tuần. Đây, ở đây cũng là câu khẳng định. Ở đây cũng là câu khẳng định. I'm also into athletics. Tớ cũng rất là thích cái những môn thể thao khác nữa. I also này cũng nằm trong một câu khẳng định. I play the piano too. Ok. Và tớ cũng chơi cái môn đàn piano nữa. Thì the too này cũng ở trong phụ, cũng trong câu khẳng định nha các em. Vậy là tất cả những câu để bài yêu cầu tìm chúng ta đều đã xác định được nó nằm ở trong câu khẳng định rồi. Ok. Rồi, now. Và ở trong câu này thì các em để ý là những cái từ này nó nằm ở đâu. Đấy, yêu cầu của đề bài này. Where is it was in the sentences. Tức là mỗi một cái từ trong câu nó sẽ đóng vai trò gì và nó nằm ở đâu. Ok, đầu tiên các em để lưu ý cái từ and này cho thầy. Ở đây, đấy, my name's Quỳnh Anh. Đây là một câu rồi nhỉ. I live in District 5. Tôi sống, tớ tên là Quỳnh Anh này. Tớ sống ở quận 5. Đây là câu thứ hai này. Như vậy thì cái từ and nó sẽ nằm giữa hai vế của một câu. Đấy, khi mà các em muốn nối hai vế của một câu lại thành một câu thôi thì các em sẽ dùng từ and này nhá. Đấy, từ này nghĩa là và. My name is Quỳnh Anh and I live in District 5, Ho Chi Minh City. Ok. Đấy, còn từ also thì sao? Đây, từ also thì các em để ý là but I also like. Đây là một cái động từ thường này, ok? Còn đây cũng có một từ also nữa này. Đấy. Đây, cái này thì lại đứng sau một cái động từ to be. Như vậy thì có thể kết luận là cái từ also này sẽ đứng trước động từ thường và sau động từ to be. Đây, trước động từ thường là từ like, sau động từ to be I am also, ok? Rồi còn từ to là cũng. Thì các em lưu ý này. To is at the end of the statement. Các em lưu ý chỉ từ to thường nằm ở cuối vế câu. Đây, như thế này. I play the piano too. Ở đây đã là một câu rồi. I play the piano đã là một câu rồi. Và sau đó sẽ có dấu phẩy và từ to để nhấn mạnh thêm về cái việc là em cũng làm cái điều đó. Em cũng thích cái điều đó. Ok. Tớ cũng chơi cái môn đàn piano này nữa. Ok. Đó là vị trí của các từ and, also and to trong câu. Đây, thầy sẽ cho các em xem lại một lần nữa cái ba từ này. Tôi thuê từ and. And is between two statements. Cái từ and này nó sẽ nằm giữa hai vế của một câu. Ok. Also is before the regular verb and after the verb be. Cái từ also này sẽ đứng trước cái động từ thường và đứng sau động từ to be. Ok. Các em lưu ý và nhớ cho thầy. Cái từ to is at the end of the statement. Từ to này thì sẽ đứng cuối của một cái câu nào đó. Mà nhớ là trước nó sẽ có dấu phẩy nhá. Thường thì trước nó sẽ có dấu phẩy. Very good. Now, let's move on to activity number 5. Complete the sentences using and, also and to. Các em hãy hoàn thành những câu dưới đây và sử dụng ba từ chúng ta vừa học là từ and, also and to. Ok. Đó thì các em chỉ cần lưu ý và nhớ lại cho thầy nghĩa của ba từ. Từ and là và, also là từ cũng và nó thường đặt ở giữa câu. Đấy. Trước động từ thường và sau động từ to be. Ok. Và thường là sau chủ ngữ đấy. Từ to cũng là từ cũng nhưng mà đặt ở cuối câu và trước to thường có dấu phẩy. Thì chúng ta dựa vào đó chúng ta làm bài tập này nhá. Ok. Number 1. I like swimming.
Number one, I like swimming and I like playing tennis. Câu này các em chú ý là chúng ta đã có hai câu trong một câu này. Đấy, I like swimming là một câu này, I like playing tennis là một câu này. Thì để nối hai câu, chúng ta có từ gì? Rồi, chúng ta có từ and. I like swimming and I like playing tennis. Tớ rất là thích bơi lội và tớ còn thích chơi cả bồn tennis nữa. Ok. Number two, I eat meat. I eat fish. Ok. Ở đây thì chúng ta cũng có hai câu. I eat meat là tớ ăn thịt này, và tớ cũng ăn cá. I eat fish. Để nối hai câu này chúng ta có từ and. Và ở đây sau cái câu thứ hai này có một cái dấu ba chấm ở cuối câu, và ở cuối câu chúng ta có từ gì? Đúng rồi, cuối câu chúng ta có từ to. Đấy, các em có thể hoàn toàn thêm dấu phẩy vào đây nhá. And I eat fish too. Ok, hoặc các em không thêm dấu phẩy cũng được. Number three, I play the piano. Tớ chơi môn đàn piano. I play the violin. Và tớ chơi dương cầm. Thì ở đây, đó, đứng trước động từ thường là từ also. Đứng trước động từ play, động từ thường, I also play the violin. Và tớ cũng chơi môn dương cầm nữa. Ok, number four, I love being in the countryside. I love being in the park. À, câu này cũng thấy quen quen nha. Ở đây các em lưu ý là có hai câu này. Câu 1 này, câu 2 này. I love being in the countryside. Tớ rất là thích ở quê, những cái vùng nông thôn. I love being in the park. Và tớ cũng rất là thích ở trong công viên. Để nối hai cái này lại, chúng ta lại có từ and. Và để kết thúc câu, chúng ta có từ to. Very good. Number 5. I meet friends at the weekend. I meet friends at the weekend. I something listen to music. Ở đây cũng có hai câu. Thì trước tiên để nối hai câu này, chúng ta lại có từ and. Tớ rất là thích gặp gỡ bạn bè vào cuối tuần. Và I listen to music. Ở đây listen là một động từ regular verb, nên các em sẽ chia also ở đây. Đó. I meet friends at the weekend and I also listen to music. Tớ thích gặp gỡ bạn bè của mình vào cuối tuần và tớ cũng rất là thích nghe nhạc nữa. Ok, very very good. Now let's move on to activity number 6. Tuesday. Follow the steps in the writing guide. Ask and answer the questions for part P with the partner. Ở bài này thì các em sẽ cần phải thực hành làm theo hướng dẫn ở trong những cái hướng dẫn viết bài này của Linh Coi. Các em sau đó hỏi và trả lời câu hỏi cho phần B với bạn của các em. Đây, phần B là phần này. Think and plan. Ok, chúng ta hãy cùng kiểm tra xem cái writing guide này nó hướng dẫn như thế nào nhá. Writing guide. A task. Write a personal profile for a web page. Explain how you like spending your time. Các em hãy viết một cái hồ sơ cá nhân cho một trang web và giải thích xem là các em thích sử dụng thời gian của mình như thế nào. Ok. B. Think and plan. Suy nghĩ và lên kế hoạch. Number 1. What's your name and where do you live? Các em tên của bạn là gì và bạn sống ở đâu? Number 2. Where do you like spending your time? Các em thích dành thời gian của mình ở đâu? Ok. Number 3. Who do you like spending your time with? Và các em thích dành thời gian của mình với ai? Number 4. How do you spend your screen time? Các em dành thời gian trước màn hình của mình như thế nào? Number 5. What sports and hobbies do you like? Những cái môn thể thao và những cái sở thích nào mà các em thích nhất? Number 6. What music, tune and tone you like? Và các em thích và các em không thích nghe những loại nhạc nào? Ok. C. Write. Viết. Copy the headings from Quỳnh Anh's profile. Then write your profile from 60 to 80 words in your notebook. Include some of the key phrases. Đó, phần C này thì các em sẽ cần cố gắng sao chép các tiêu đề từ hồ sơ của bạn Quỳnh Anh nha. Và sau đó các em viết một cái hồ sơ của các em sẽ từ 60 đến 80 từ vào cái sổ tay, bao gồm và phải bao gồm một vài cái cụm từ khóa mà chúng ta đã làm ở phần bên này. Ok. MT, check, kiểm tra.
Can you join any sentences with linkage? Các em có thể liên kết bất kỳ câu nào với liên từ hay là không? Ok, linker là liên từ nha. Đây, và bây giờ trước tiên thì các em sẽ trả lời từng câu hỏi trong phần think and plan này. Đó, ask and answer the question for part P with a partner. Các em sẽ hỏi và trả lời những cái câu hỏi của phần B này với bạn các em nhé. Và sau đó chúng ta sẽ đến phần C là phần viết. Ok, các em hãy cùng kiểm tra lại những câu hỏi và đáp án của thầy đã làm ra đây để tham khảo nhé. Number 1. What's your name and where do you live? Tên của em là gì và em sống ở đâu? My name's Duy Phong and I live in Ward 3, Vũng Tàu City. Tên của em là Duy Phong và em sống ở phường 3, quận thành phố Vũng Tàu. Ok. Number 2. Where do you like spending your time? Các em thích dành thời gian của mình ở đâu? I spend most of my time at school and sometimes I go out with my friends. Đấy, em rất là thích dành thời gian của em ở trường và thỉnh thoảng thì em cũng thích đi ra ngoài với bạn bè của em nữa. Number 3. Who do you like spending your time with? Các em thích dành thời gian của mình với ai? I like spending time with my family. We usually cook and do housework together at the weekend. Em thì rất là thích dành thời gian với gia đình của mình. Cả nhà thì thường nấu ăn cùng nhau và làm việc nhà cùng với nhau nữa vào những dịp cuối tuần. Number 4. How do you spend your screen time? Em dành thời gian trước màn hình của mình như thế nào? I'm not interested in TV, so I hardly ever watch it. However, I spend a lot of time in front of my computer because I have to study English online. Em thì không thật sự thích TV cho lắm, vì vậy em cũng rất hiếm khi em xem chúng. Tuy nhiên thì em dành khá nhiều thời gian trước màn hình máy tính bởi vì em phải học tiếng Anh online. Number 5. What sports and hobbies do you like? Cái môn thể thao và những sở thích nào mà em thích nhất? I'm a big fan of basketball, so I usually practice with my school's basketball team 3 times a week. Moreover, I also enjoy swimming and I have swimming class on Saturday afternoon. Em là một fan hâm mộ của môn bóng rổ, vì vậy em rất là hay tập luyện với các bạn ở trong đội bóng rổ của em ở trường 3 lần một tuần. Và hơn nữa, em cũng rất là thích môn bơi lội và em có một lớp học bơi lội vào chiều thứ bảy hàng tuần. Ok. Number 6. What music do and don't you like? I'm keen on pop music, but I'm not mad about Sơn Tùng MTP. I don't really like listening to him. My idol is Charlie Puth, and the song I like best is See You Again. I can't even listen to it many times. Em rất là có hứng thú với cả thể loại nhạc pop, nhưng mà em không có cuồng Sơn Tùng MTP đâu. Em không thật sự thích nghe nhạc của anh ấy lắm. Thần tượng của em là anh Charlie Puth và cái bài hát mà em thích nhất của anh ấy là bài See You Again. Đấy, em thậm chí có thể nghe cái bài này rất rất nhiều lần luôn. Ok. Đó là cái phần think and plan, trả lời các câu hỏi của phần B. Now, see, write. Bây giờ các em sẽ cần viết một cái profile hoàn chỉnh dựa theo những cái mẫu của bạn Quỳnh Anh. Đấy. Và dựa theo những thông tin của các em vừa mới làm ở phần B để hoàn thành cái profile của mình và sau đó cùng so sánh với thầy và cả các bạn nha. Ok, đấy, và thầy đã viết xong cái profile mà thầy vừa mới trả lời các câu hỏi ở phần B vào là thành một cái profile hoàn chỉnh. Đó, các em sẽ chia ra làm các cái mục là places, địa điểm này, on screen là màn hình này, sports and hobbies, thể thao và các sở thích này, and music là âm nhạc. Đó, các em hoàn toàn dựa vào những cái thông tin, những cái tiêu đề mà bạn Quỳnh Anh đã làm ở đây. Đó, thầy biết giống hệt places on screen, sports and hobbies, music. Và chúng ta có một cái profile hoàn chỉnh như thế này. Thầy sẽ cùng check lại profile với các em một lượt nữa nhá. My profile. Hi, my name's Duy Phong and I live in Ward 3, Vũng Tàu City. Xin chào, tên tớ là Duy Phong và tớ sống ở phường 3, thành phố Vũng Tàu. Places, địa điểm. I spend most of my time at school
And sometimes I go out with my friends. Tớ dành rất là nhiều thời gian ở trường và thỉnh thoảng thì tớ đi ra ngoài chơi với các bạn nữa. I like spending time with my family too. We usually cook and do housework together at the weekend. Tớ cũng rất thích dành thời gian với gia đình của mình nữa. Mọi người thường nấu ăn và làm việc nhà cùng với nhau vào dịp cuối tuần. On screen, trên màn hình. I'm not interested in TV, so I hardly ever watch it. Tớ không có thích TV cho lắm nên là tớ cũng hiếm khi xem nó. However, I spend a lot of time in front of my computer because I have to study English online. Tuy nhiên thì tớ dành rất là nhiều thời gian ở trước cái màn hình máy tính bởi vì tớ phải học tiếng Anh online mà. Sports and hobbies, những môn thể thao và các sở thích khác. I'm a big fan of basketball, so I usually practice it with my school's basketball team 3 times a week. Tớ là một cái fan hâm mộ cực lớn của môn bóng rổ nên là tớ thường tập với những cái người đồng đội ở trong đội bóng rổ trường của tớ 3 lần một tuần. Hơn thế nữa, moreover, I'm also enjoy swimming and I have swimming class on Saturday afternoon. Hơn thế nữa thì tớ cũng rất thích môn bơi lội và tớ có môn lớp học bơi lội vào chiều thứ bảy. Music. I'm keen on pop music, but I'm not mad about Sơn Tùng MTV. I don't really like listening to him. Tớ rất là thích những nghe nhạc pop, mà tớ không có cuồng Sơn Tùng MTV lắm đâu, và tớ thường không thích nghe nhạc của anh ấy lắm. My idol is Charlie Puth, and the song I like best is See You Again. I can even listen to it many times. Thần tượng của tớ là anh Charlie Puth và bài hát tớ yêu thích nhất là bài See You Again. Tớ thậm chí có thể nghe nó rất là nhiều lần luôn. Ok, đó là cái profile mà thầy đã viết dựa trên profile của bạn Quỳnh Anh. Thì các em sẽ, sau khi viết profile thì hãy cùng so sánh với bạn của mình để kiểm tra nha. Very good. Đấy, ở bài học hôm nay thì các em nhớ lại cho thầy là chúng ta có thể dùng các cái từ này, từ and, also và từ to. Đấy, vị trí của các cái từ ở trong câu. Đây. Đó, từ and này để đứng giữa hai vế của một câu này. Từ also sẽ đứng trước động từ thường và đứng sau động từ to be. Từ to là đường thường đứng ở cuối một câu. Đó, và đây chúng ta có các cái key phrases để các em có thể viết câu này. I like, I enjoy, prefer, I hate. Đó. Và qua những cái bài luyện tập về viết profile dựa theo những profile mẫu của bạn Quỳnh Anh thì sau bài tập này các em cần phải nắm vững được cái việc sử dụng các cái từ nối này và viết được những cái sở thích cũng như là cái cách các em dành thời gian để các em học tập cũng như là vui chơi như thế nào. Okay, very good. That's the end of our lesson today. Thank you for watching and I hope you guys have a great time with giờ giải hài.com. Như vậy là bài giảng hôm nay của thầy đến đây là kết thúc rồi. Thầy hy vọng là các em có một ngày học tập và làm việc hiệu quả với lời giải hay.com. Thầy xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau.